Một kho xưởng rộng gần 1.000 m2 đã bị lửa thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 11 tháng 5 năm 2019. Khoảng 11 giờ cùng ngày, nhiều công nhân đang làm việc bên trong nhà kho xưởng chứa giường nệm y tế ở phường 14 quận 10 thì nhìn thấy lửa bốc lên nên hô hoán. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng cháy dữ dội toàn khu xưởng. Nhiều người nhanh chóng dời ô tô đậu gần nhà xưởng và các tài sản khác ra khu vực an toàn để hạn chế thiệt hại. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 10 đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế, toàn bộ nhà xưởng cùng tài sản bên trong bị thiêu rụi. Đưa bình cháy ở đây có 4-5 cái đưa vào là không kịp gì nữa, lửa nó phóng hết ra ngoài. Không kịp gọi phòng cháy. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.